Chiều ngày 26 tháng 8, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin chính thức về tổ chức chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 2 tháng 9, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở cửa đón khách đến tham quan và tiếp sau đó sẽ mở định kỳ vào 2 ngày cuối tuần của cuối tháng. Như vậy, từ nay đến cuối năm 2023, chương trình tham quan sẽ được tổ chức 5 đợt tham quan. Về lộ trình tham quan, mỗi đoàn khách gồm 30 người tham quan trụ sở trong khoảng thời gian 60 phút. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, người dân và du khách phải đăng ký trước để vào tham quan, có mặt tại địa điểm tham quan trước 15 phút. Khi tham quan, vui lòng mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu thông tin. Đây là chương trình tham quan không thu phí, người dân và du khách có thể đăng ký tham quan theo địa chỉ http://hcmc.vn.